Vâng, trước mặt chúng ta là chiếc Hyundai Palisade hoàn toàn mới tại Việt Nam luôn, đang có mặt tại Hyundai Thành Công, nằm ngay cạnh chiếc Hyundai Santa Fe. Ở đây thấy khá là đẹp luôn. Bên cạnh một chiếc Santa Fe, wow, khá là đẹp. Đây là chiếc đầu tiên ở Việt Nam, nó sẽ lăn bánh tại Việt Nam ngay bây giờ các bạn. Đây. Oh.